Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Hội An mùa này hầu như không có khách du lịch do ảnh hưởng của dịch. Ngôi nhà Khải Toàn khảo sát phong thủy lần này nằm ở đường Lý Thường Kiệt, tọa bắc hướng nam, trong vận 8 thuộc quẻ khá tốt. Tuy nhiên phía sau nhà xa xa nên có núi hoặc tòa nhà cao tầng sẽ hợp với cách cục song tinh hội tọa. Anh gia chủ là người nghiên cứu phong thủy, vô tình tìm thấy website của Khải Toàn. Sau một thời gian tìm hiểu thêm về Khải Toàn đã liên hệ giao duyên. Anh chị gia chủ là người ở Hội An, tính tình cởi mở, hiếu khách. Câu nói hòa khí sinh tài lộc ứng với hai anh chị này, đã đồng lòng vượt qua khó khăn và xây dựng cơ ngơi. Cạnh bên là khách sạn Azumi, với lối kiến trúc mở, đón nhiều ánh sáng, có nhiều cây cối xanh tươi, có nhiều cây xanh gần gũi với thiên nhiên. Anh chị gia chủ chọn sẵn cho Khải Toàn một phòng khá là rộng, thích lắm các bạn. Đây là lối đi giữa ngôi nhà và khách sạn Azumi. Món này là có gì trong đây ạ? Món này là chả tôm. Dạ. Dạ. Cái bột gạo cái này thôi. Là chả tôm. Xung quanh này là bột gạo. Dạ. Còn cái loại bánh này á là bánh. Ở trong là ghim. Là ghim. Dạ. 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 Thịt heo bằm với lại nấm với dạ. Tôm bằm. Trong 2 ngày ở Hội An, không chỉ nói về phong thủy, đã trò chuyện rất nhiều về thiền, Phật pháp, Khải Toàn luôn truyền tải thông điệp chánh niệm đến với mọi gia chủ. Mong mọi người hiểu rằng, mọi việc đều phải gieo và trồng, nhưng nào quả nấy là quy luật của cuộc sống. Phong thủy là một phương tiện, bản thân gia chủ phải có tâm tính thiện lành và tự lực mới có thể dẫn đến thành công. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.